Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì với video đây mình sẽ cập nhật một số thông tin mới trên dự án Gitcoin. Đồng thời mình cũng sẽ cập nhật một số tính năng mới trên cái app khai thác Gitcoin ha. Thì những anh em nào hiện tại đang tham gia dự án Gitcoin thì nên xem cái video này để anh em có thể là biết thêm một số cái tính năng mới trên cái app Gitcoin để anh em có thể là tăng cái tốc độ khai thác của mình lên nha. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ cập nhật số thông tin mới của dự án này. Thì hiện tại ha, thông tin cách đây 18 giờ, Gitcoin là một cộng đồng toàn cầu. Ngay từ đầu tiên ha, chúng tôi hình dung là một tương lai mọi giọng nói đều được nghe thấy, mà mọi nền văn hóa đều được tôn vinh, mọi người đều có tiền điện tử trong túi, kết nối thế giới, hạ thấp rào cản, mang hàng tỷ người tiếp theo đến Web3. Vâng, một bot Gitcoin đa ngôn ngữ sắp ra mắt ha. Chào thế giới, xin chào Gitcoiner, xin chào Gitworld. Thì ở đây Gitcoin nó sẽ phát triển trên gọi là toàn cầu ha, và nó hiện tại nó sẽ phát triển một cái tính năng là đa ngôn ngữ, và cái tính năng này nó chuẩn bị sắp ra mắt rồi nha. Có thể là nó sẽ tích hợp nhiều ngôn ngữ ở trong cái app khai thác đó. Rồi cách đây 21 giờ thì ở đây nó có một cái sự hợp tác về dự án Tonfish và Gitcoin Farm. Chúng tôi vui mừng thông báo về sự hợp tác tuyệt vời với Tonfish, hãy cùng nhau phát triển trên Ton blockchain. Về cá ton, là tonfish là một đồng meme động vật cộng đồng không có nền tảng đầu tiên trong hệ sinh thái chuỗi khối ton. Chúng tôi mong muốn làm cho trải nghiệm chuỗi khối ton có thể là tiếp cận được nhiều người hơn đó. Thì đây là cái sự hợp tác giữa cái Gitcoin và tonfish ha. Tonfish cũng là một dự án rất là chất lượng ở trên cái hệ sinh thái ton blockchain nha. Đó, đó đợi quên luôn. Thì anh em có thể thấy được cái dự án Gitcoin này, mỗi cái bài đăng đều có cái sự tương tác của cái Ton blockchain ha. Mặc dù là Ton blockchain vẫn chưa follow dự án này nhưng mà luôn luôn theo dõi những bước đi của dự án, cũng như là luôn luôn tương tác bình luận ha. Cụ thể là hiện tại Gitcoin đã đạt 11 triệu, hơn 11 triệu player ha, và Ton đã có bài đăng bình luận về những cái thông tin này đó, rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái app Telegram. Thì những anh em nào mà chưa có cái tài khoản mà khai thác Gitcoin này thì em xuống phần một tại video kết và đăng ký ha. Thì nó sẽ hiện ra một cái đường dẫn Telegram đó. Thì ở đây mình sẽ bấm vào cái con Gitbot trước ha, Gitcoin này. Rồi thì khi mà anh em kết vào cái đường link đăng ký nó sẽ hiện ra cái phần này, thì anh em bấm vào menu, sau đó bấm vào play ha. Rồi tiếp tục anh em sẽ khi mà nó thực hiện cái màn hình như này thì anh em bấm vào play cho mình để mở cái con bot khai thác lên. Rồi đây là cái trang khai thác ha, thì anh em sẽ dùng ngón tay để vuốt và thu thập cái đồng Gitcoin ở đây nha. Rồi đó, vuốt dùng ngón tay, anh em có thể in hai ba đầu ngón tay đó anh em vuốt. Rồi mình xin nói lại ha, bên tay trái chính là cái số mà Gitcoin mà anh em có được ha. Rồi ở bên tay phải chính là cái cộng đồng mà anh em đang tham gia ha. Thì những em nào chưa tham gia cộng đồng thì xuống phần mô tả video kích vào cái link tham gia làng của mình á. Bên cạnh cái link đăng ký thì nó có một cái link tham gia làng, thì anh em kích vào đó ha, thì anh em sẽ nhận được cái phần trăm cái tốc độ khai thác ở trong trong cái cộng đồng của mình nha. Rồi bây giờ anh em vào cái phần earn ở bên tay trái. Rồi thì đây chính là cái phần daily crypto, thì hàng ngày anh em vào anh em sẽ check in ha, và anh em sẽ nhận được miễn phí cái đồng Gitcoin nha. Đó, thì ở đây có 10 ngày, ở đây có 9 ngày ha, và những cái ngày như ngày số 1 này, ngày số 4 và ngày số 9 là những cái ngày mà có cái số thưởng của Gitcoin rất là cao. Nếu như anh em muốn tốn phí thì anh em bấm vào cái mục bên tay phải, thì anh em sẽ bỏ ra khoảng 0.005 cái đồng ton để nhận lại cái phần thưởng lên tới 6 triệu Gitcoin ha. Đó, hoặc là nếu mà anh em muốn nhận miễn phí thì anh em bấm vào cái mục bên tay trái, thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng miễn phí. Nhưng mà nó sẽ ít hơn ha. Rồi thì khi mà anh em bấm vào check in thì em bấm vào một cái thẻ như này thì nó hiện ra hai phần, phần bên trái là phần miễn phí và bên tay phải là và anh em tốn phí ha. Rồi thì cái phần đó thì mình đã có một cái video hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là liên kết với cái ví Telegram của mình để claim về ha. Rồi đó là cái phần ơn. Ngoài ra thì dưới này nó sẽ có những cái nhiệm vụ, thì những anh em nào mà chưa làm nhiệm vụ thì có thể là bấm vào đây lần lượt để thực hiện các cái nhiệm vụ trên đây ha. Đó là nhiệm vụ xã hội thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng Gitcoin. Rồi
Rồi quay ra. Tiếp theo ở đây phần giữa là friend. Friend thì ở đây chính là cái phần link mời bạn bè, anh em bấm vào send invite để mời thêm bạn bè. À, mỗi lượt bạn bè thì anh em sẽ nhận thêm cái phần thưởng Zcoin ở đây. À, thêm Zcoin ở đây. Rồi, thì ở đây mình muốn nói một cái tính năng mà mình bỏ sót mấy lâu nay mà mình chưa chưa cập nhật cũng như thông báo cho anh em là cái phần friend ở đây này. À, friend ha, anh em kéo lên đây. Thì đây nó có cái phần extra bonus này. Thì khi mà anh em mời được bạn bè thì ở đây nó có cái phần extra bonus, có nghĩa là dự án nó sẽ trả thưởng cho anh em. À, theo tùy theo cái số lượng mà bạn bè mà anh em mời ha. Anh em sẽ đạt được cái mốc nào thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng trên đây. Đó, rất là ok ha. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt mình sẽ nhận cái phần thưởng đây. Ví dụ đầu tiên là mời bạn bè nhận được 50 này. Thì anh em bấm vào claim để nhận phần thưởng ha. Phần thưởng 50 này, tiếp tục. Mời ba bạn bè thì anh em nhận được là 500.000 Bitcoin này. Rồi, nhận luôn ha. Tiếp tục mời 10 người thì anh em sẽ nhận được 2 triệu. Và anh em lần lượt anh em claim hết cho mình ha. 25 thì được là 2 triệu rưỡi nè. Nhận hết. 50 thì nhận được là 3 triệu nè. Rồi. Đó, mời 100 bạn thì nhận được là 5 triệu nè ha. Anh em mời đến cái mức nào thì anh em sẽ nhận cái phần thưởng đến mức đó. Mời 500 thì anh em sẽ nhận được là 15 triệu. Thì cái phần này mình chưa đạt cho nên mình chưa nhận được nha. Đó. Rồi ngồi ra thì ở có những móc cao hơn. Anh em tới móc nào thì anh em sẽ nhận cái móc đó. Đó là như vậy ha. Rồi anh em vào phần boost ở đây. Phần boost ở đây thì nó có một cái tính năng khá là hay mà mình cũng sót ha. Có nghĩa là khi mà anh em nâng cấp cái con Zbot này nè. Đó, ví dụ như hiện tại là mình đang ở cái cấp độ là level 2 ha. Thì để nâng cấp lên level 3 thì anh em sẽ bấm vào đây. Anh em sẽ bỏ thêm 2 triệu để nâng cấp lên level 3. Thì đối với level 3 thì anh em sẽ ngoài cái việc mà con bot này nó khai thác online thì nó sẽ cho anh em thêm là 12 tiếng khai thác offline. Khai thác offline có nghĩa là khi mà anh em tắt cái màn hình hoặc là tắt app đi á, thì nếu sau 10 phút mà anh em không có hoạt động cái app á, thì nó sẽ tự động, con bot nó tự động khai thác offline cho anh em luôn ha. Và nếu như anh em đạt level 3 thì nó sẽ khai thác offline cho anh em là 12 tiếng. Còn đối với level 2 thì nó sẽ khai thác cho anh em là 2 tiếng offline. Và anh em bỏ ra 1 triệu ha. Còn ví dụ level 3 thì anh em bỏ ra 2 triệu ha. Thì đây là một cái tính năng mới của con bot. Nó sẽ tăng cường thêm cái tính năng là khai thác offline nữa ha. Đối với level 1 thì nó chỉ khai thác online thôi. Còn từ level 2, level 3 trở lên thì nó sẽ tăng. Nó sẽ cộng thêm cái phần khai thác offline cho anh em nữa ha. Đó, như vậy ha. Anh em cần tăng cái level này càng cao thì cái thời gian, cái thời lượng tăng khai thác offline nó càng cao. Đó, đó là như vậy ha. Rồi, thì trên đây là một số cái cập nhật về level thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em rồi ha. Rồi, đó, về cơ bản như vậy nha. Thì đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng, chất lượng ha. Và được toàn blockchain luôn luôn theo dõi và cập nhật cũng như là tương tác bình luận. Vì vậy mà anh em không nên bỏ qua ha. Rồi, ok ha. Thì video này xin kết thúc. Nếu thấy video ít thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.